À, tiếp theo thầy hướng dẫn cái câu số 7 trong bài tập chương 2. Trong một chiếc hòm có 10 tấm thẻ và trong đó có 4 thẻ ghi số 1, 3 thẻ ghi số 2, 2 thẻ ghi số 3 và 1 thẻ ghi số 4. Tổng cộng 10 thẻ. Bây giờ chọn ngẫu nhiên 2 tấm thẻ và gọi x là tổng số ghi được ghi trên cái thẻ thu được. Thì tìm luật phân phối xác suất của x. Thì ở đây thì mình thấy là cái tổng số ghi trên hai thẻ mình cộng lại, thì ở đây mình có khả năng mình chọn được hai thẻ số 1, thì khi đó mình cộng lại thì ra được số 2 đúng không? Thấp nhất nó là hai hai thẻ ghi số 1 và cao nhất là một thẻ ghi số 3, một thẻ ghi số 4. Vậy thì mình giá trị của nó là từ 1 đến 7 đúng không? Đấy, vậy thì ở đây là người ta có là cái miền giá trị của x là từ 1 đến 7 nè. À, xin lỗi, từ từ 2 đến 7 chứ, từ 2 đến 7 nha các em. 2 có nghĩa là mình chọn được hai thẻ số 1 đó. Vậy thì bây giờ mình phân tích nè. X bằng 2 có nghĩa là mình chọn được hai tấm thẻ số 1 hết. Thế mình cộng lại thì nó mới ra được là số số 2 đúng không? Vậy thì hai thẻ ở đây mình có tốt 4 4 thẻ số 1. Vậy thì mình chọn hai thẻ số 1 thì có bao nhiêu cách chọn? Tức là C24, C24 và chia cho tổng số cách chọn hai thẻ trong 10 thẻ. Và cái chỗ này là 6 phần 45. Cái trường hợp tiếp theo đó là x bằng 3. X bằng 3 có nghĩa là mình chọn được một tấm thẻ số 1 và một tấm thẻ số 2. Vì 1 cộng 2 là 3 đúng không? Đấy. Nên số trường hợp số xác suất của cái x bằng 3 nó sẽ là gì? Số cách chọn một một thẻ số 1 trong 4 thẻ nè. Rồi nhân cho số cách chọn một một thẻ trong 3 thẻ số 2 nè. À, có 3 thẻ số 2, bây giờ mình chọn một thẻ số 2 rồi một thẻ số 1 trong 4 thẻ này. Thì số cách chọn của nó là C14 nhân cho C13. À, cái này chia cho C20 đúng không? Thì cái này nó ra là 12 phần 45. Rồi bây giờ mình xét cái trường hợp x bằng 4. X bằng 4 có nghĩa là mình chọn được một tấm thẻ số 1 và một tấm thẻ số 3. Thì 3 cộng 1 là 4 đúng không? Hoặc là hai tấm thẻ số 2 hết, tại vì 2 cộng 2 là 4 luôn. Đấy. Vậy thì nó có hai trường hợp. Hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là một một thẻ số 1 và một thẻ số 3 nè. Ở đây mình có hai thẻ số 3 đúng không? Một thẻ số 1 là mình chọn một thẻ trong 4 thẻ. Rồi một thẻ số 3, tại vì đây nó có hai thẻ số 3 thôi. Nên mình chọn một thẻ trong hai thẻ, tức là nó có C12 nè. Đó, và chia cho C20. Còn trường hợp mà mình chọn hai thẻ số 2 luôn á, hai thẻ số 2 trong số 3 thẻ số 2 thì nó có C23 đúng không? Đấy, mình chia cho C20. Các cái trường hợp này là 11 phần 45 hơn xác suất bởi cái này trường hợp này bằng 11 phần 45. Cái trường hợp là x bằng 5. X bằng 5 có nghĩa là gì? Mình chọn được một thẻ số 1 và một thẻ số 4 hoặc là một thẻ số 2 và một thẻ số 3. Đúng không? Vậy thì cái xác suất trong cái trường hợp x bằng 5 này cũng hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất này là trường hợp này đó là một thẻ số 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 1 và một thẻ số 4. Đấy. Còn cái trường hợp thứ hai là một thẻ số 2 và một thẻ số 3. Đấy, thì cái xác suất của trường hợp x bằng 5 này là 10 phần 45. Và cái xác suất x bằng 6. Thì bây giờ x bằng 6 có nghĩa là mình sẽ chọn được một thẻ số 2 và một thẻ số 4 hoặc là cả hai thẻ số 3 luôn. Vậy thì xác suất trường hợp x bằng 6 này đó là số cách chọn một thẻ trong 3 thẻ số 2 nhân cho số cách chọn thẻ số 4. À, có một cách thôi, tại vì thẻ số 4 có một thẻ thôi. Rồi chia cho số cách chọn 2 trong 10 thẻ. Còn cái trường hợp hai thẻ số 3 đó là mình chọn hai thẻ luôn thì có một cách thôi. Đấy, cho nên là cái xác suất nó là C22 chia C20 đúng không? Vậy thì mình cộng hai trường hợp này được là nó được là 4 phần 45. Và cái trường hợp cuối cùng là được x bằng 7. X bằng 7 có nghĩa là mình chọn được một thẻ số 3 và một thẻ số 4. Mà một thẻ số 3 này đó là mình chọn ở trong số hai thẻ số 3, nó có hai cách chọn. Số 4 thì có một cách chọn đúng không? Vậy thì xác suất này bằng 2 phần 45. Như vậy thì ở đây mình sẽ được cái bảng phân phối xác suất của x như sau. Thì x nó nhận giá trị từ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng chưa? Và cái xác suất tương ứng nè, 6 phần 45.
rồi 12 phần 45, rồi 11 phần 45, 10 phần 45, 4 phần 45 và 2 phần 45. Rõ ràng khi mà mình cộng hết tất cả này lại thì nó bằng 1. Thấy không? 33, 35 cộng với 10 là 45 phần 45 là 1. Đấy. Thì trên đây là thầy vừa hướng dẫn xong cái câu hỏi số 7 trong cái bài tập chương 2 đó. Bài tập chương 2 ha, câu số 7.